Xin chào tất cả mọi người nhé. Tiếng Anh thì mình có đi qua Đông Sơn. Đông Sơn là một xã thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Về diện tích và dân số, xã Đông Sơn có diện tích 6,47 km². Theo tổng điều tra dân số năm 1999, xã Đông Sơn có dân số 9.473 người. Xã có máy chính là 12703. Về địa giới hành chính, xã Đông Sơn nằm ở phía bắc của huyện Đông Hưng, cách thành phố Thái Bình khoảng 15 km theo hướng Thái Bình, Hải Phòng, dọc theo quốc lộ 10. Phía đông giáp các xã Đông Phương và Đông Xá, huyện Đông Hưng, phía nam giáp xã Đông La, huyện Đông Hưng, phía tây giáp các xã Đông La, Liên Giang, huyện Đông Hưng, phía bắc giáp các xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ và xã Đông Phương, huyện Đông Hưng. Về giao thông, quốc lộ 10 đi ngang qua phía tây của xã, đường tỉnh 456, TL 217 nối từ đường 10 xuống đến Đò Mom, đi sang Đông Kinh, Thái Thụy,